Tin quốc tế, sáng nay theo giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật lưỡng đảng nhằm giải quyết vấn đề bạo lực súng đạn ở nước này. Đây được xem là đạo luật liên bang lớn đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua về kiểm soát súng đạn tại Mỹ. Theo đó, dự luật được thông qua tại Thượng viện với 65 phiếu thuận và 33 phiếu chống, có tới 15 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận. Theo quy trình, Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu để thông qua dự luật trên cùng ngày trước khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành thành luật. Dự luật kiểm soát súng dài 80 trang, trong đó có các nội dung chi hàng triệu đô la Mỹ cho vấn đề sức khỏe tâm thần, an toàn trường học, các chương trình can thiệp khủng hoảng và khuyến khích các bang đưa hồ sơ vị thành niên vào hệ thống kiểm tra lý lịch hình sự quốc gia. Dự luật cũng đưa ra những thay đổi đáng kể về quy định mua súng đối với các đối tượng ở độ tuổi từ 18 đến 21. Các nhà lập pháp Mỹ tìm cách thúc đẩy để dự luật được thông qua trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7 tới đây.